11 giờ đêm. Thành ra con vừa nghe xong thì con cũng hồ hởi thiết. Hôm qua là 10 giờ là ba người mới trao đổi với nhau đó quý vị. Nằm có 10 phút để suy nghĩ. Bây giờ nếu trường hợp đây là cái thức duyên, con cũng xin lỗi. Đến đây lần đầu tiên. Khoan đó, giờ này chưa phải giờ nói. Dạ không, con nói trước là giống như là tại vì xin lỗi là tại vì nếu mà là Nguyên Thi làm á thì tốt hơn con, nhưng mà tại vì con thì có thể đóng được 3 vai, Nguyên Thi đóng có 1 vai thôi. Con chị em sống chết với Nguyên Thi. Nguyên Thi nhờ con làm. Con thưa với cô là cho phép con là diễn đạt cái bài của đây là đáp lại tấm chân tình của sư cô Khánh An viết bài Sớ Táo Quân vào ngày cuối năm. Thì Nguyên Thi và Diệu Tiên là lấy hết tấm lòng để làm cho một cuộc vui cuối năm và để mong rằng năm sau hoặc là trong năm có những cái cuộc vui khác nữa khiến cho các đạo tràng và các cô đồng môn đồng tự, cô xin lỗi đồng đạo đến đây để mà chung vui trong cái ngày hôm nay. Nói như vậy là để xin nhắc lời vậy là muốn chạy xô đúng không quý vị? Dạ không phải chạy xô dạ tại vì con 11 giờ đêm mà con chạy xô con lọt xuống giường, thế là con suy nghĩ con nói đây là hết lòng. Dạ con cũng mới có pháp danh Diệu Tiên chưa được một tuần, thành ra con làm những gì cho đạo thì con làm hết tấm lòng. Dạ đầu tiên bây giờ con xin là vì lý do là bài không thuộc nên không thể là táo chân viên. Con sẽ đầu tiên con sẽ làm bỏ mắt kiến ra đi, bỏ mắt kiến rồi. Nhưng mà không tiếng thì không đọc cái đó sớ không đọc được. Chắc con diễn được nhưng mà không đọc hả, không đọc sớ hả? Dạ đọc sớ cái này là cái thiên lôi đâu cần đọc sớ rồi, dạ. Dạ con bắt đầu được không? Được đi, được đọc thiên lôi làm thiên lôi bây giờ để mở đầu cho chương trình văn nghệ của Chân Viên. Chúng tôi xin giới thiệu là tiết mục Sớ Táo Quân.